Hello, xin chào anh em. Hôm nay mình đang có mặt ở vườn sầu riêng Cần Thơ. Đây là vườn sầu riêng 7 tấn, 10 đến 15 ngày nữa là cắt. Mình sẽ review nha. Đây anh em, đây là sầu riêng G6, trái tròn đều đẹp, gai nhím nha anh em, gai nhím. Đây nha. À. Vườn này cây còn khá là trẻ, nên là trái rất là đẹp. Chủ vườn chăm sóc cây cũng tương đối là cẩn thận và tỉ mỉ nên cái mẫu trái đạt khoảng độ 70%. Mình sẽ review đây. Anh em có nhìn thấy không? Đó. Mình quay trực tiếp gần cho anh em để anh em đánh giá và định giá xem vườn này của mình hiện tại bây giờ phát giá là bao nhiêu nha anh em ơi. Oh. Đi cả trăm cây số mới tới cái vườn sầu riêng này. Dưới kia là kênh lạch để tưới tiêu cho sầu riêng. Đây anh em. Vậy mình đã quay cho anh em xem một đoạn video clip cái vườn sầu riêng Cần Thơ này. Và bây giờ mình xin kết thúc ở đây để mình đi tham quan tiếp tục cái vườn này. Để mình đánh giá xem cái tỷ lệ sầu riêng ở đây đạt thành là bao nhiêu. Và anh em nào có yêu mến và yêu quý sầu riêng thì hãy cho mình một like, một share và bình luận. Đánh giá cùng mình. Ok anh em nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.